Thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C hỗ trợ tốt cho quá trình giảm nồng độ acid uric trong máu, chống viêm, chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng và sức bền cho thành mạch, làm giảm nguy cơ mắc bệnh gút. Người bệnh gút nên tăng cường bổ sung các loại thực phẩm có tính chua nhẹ gồm ổi, dứa, ớt chuông. Thịt trắng. Các loại thịt trắng như thịt cá, thịt ức gà có hàm lượng đạm cao nhưng chứa rất ít chất purin. Các loại thịt như cá lóc, cá rô đồng, cá diêu hồng, ức gà rất tốt cho bệnh nhân gút. Bổ sung các thực phẩm này còn giúp cơ thể chống quá trình kết tủa của acid uric. Người bệnh gút nên bổ sung hàm lượng thịt trắng khoảng 110 đến 170 g trên một ngày. Trứng. Trứng là thực phẩm chứa rất ít purin, bổ sung nhiều canxi cho xương. Vì vậy, người bệnh gút có thể dùng thay thế trong các bữa ăn, bảo đảm được hàm lượng dưỡng chất cần thiết. Cà phê. Cà phê có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh gút. Thức uống này chứa nhiều hợp chất như khoáng chất, polyphenol, caffeine. Cà phê có khả năng làm giảm nồng độ acid uric thông qua một số cơ chế.